Thành phố Cà Mau dự kiến bố trí khoảng 130 lô hoa cây kiển và 30 lô dưa hấu Tết tại chợ hoa kiển, chợ dưa hấu xuân Nhâm Dần 2022. Theo đó, Phòng Kinh tế thành phố Cà Mau sẽ bố trí các hộ mua bán cây kiển trên vỉa hè và dưới lòng đường đấu nối tuyến Phan Ngọc Hiển, giáp với Đinh Tiên Hoàng, hai bên vỉa hè quảng trường tỉnh Cà Mau, một đoạn trên tuyến giữa khu shop house Vincom và trung tâm hội nghị tỉnh Cà Mau. Một đoạn trên tuyến đường Lê Duẩn gồm vỉa hè trung tâm thương mại Vincom Cà Mau và khách sạn Mường Thanh. Các hộ mua bán dưa hấu sẽ sắp xếp hai bên vỉa hè tuyến đường Lê Duẩn, vỉa hè trung tâm hội nghị tỉnh Cà Mau. Mỗi gian hàng được bố trí có sự giãn cách giữa khách hàng với người bán. Khách hàng đến xem lựa chọn hàng hóa phải giãn cách theo quy định. Hàng hóa phải niêm yết giá, bán đúng giá niêm yết. Và khi giao nhận hàng, thu trả tiền qua dụng cụ khay rổ, phun khử khuẩn, người bán người mua giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét.